Bất ngờ nhan sắc trẻ đẹp của mẹ vợ tương lai Đoàn Văn Hậu. Nhìn ảnh nhiều người nhận xét Hải My thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ ruột. Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, bảng thành tích học tập của cô cũng làm bao người trầm trồ. Cụ thể, người đẹp 19 tuổi, 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung. Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, múa và vẽ. Tuy nhiên, hạn chế nhất của người đẹp là sở hữu chiều cao 1m67. Kết thúc cuộc thi sắc đẹp danh giá, Doãn Hải My lọt top 5 người đẹp tài năng với tiết mục đàn piano và hát ca khúc Em Về Tinh Khôi, top 10 người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Thời gian gần đây, 10X còn gây chú ý khi được cho là bạn gái của Đoàn Văn Hậu. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đôi trẻ theo dõi nhau trên mạng xã hội, thường xuyên tương tác dưới bài đăng của đối phương. Hay gần đây nhất là chuyện chàng cầu thủ nổi tiếng tặng hoa, ôm an ủi khi Hải My dừng chân top 10 Hoa hậu Việt Nam. Về phần Hải My, tại buổi gặp gỡ chính thức với báo chí sau đêm chung kết, khi được hỏi về chuyện tình với bạn trai cầu thủ, cô khéo léo: "Em cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho em, nhưng em nghĩ đây là buổi gặp gỡ dành cho top 3 nên chuyện cá nhân, em xin phép không trả lời, em sẽ có chia sẻ chính thức sau." Tạm gác lại chuyện tình cảm, thì mới đây Doãn Hải My đã khiến nhiều người trầm trồ khi khoe ảnh chụp chung với mẹ. Trong ảnh, mẹ cô nàng sở hữu làn da mịn màng, gương mặt hài hòa. Đặc biệt, mái tóc ngắn giúp vị phụ huynh này rất trẻ trung và cá tính. Ở một số khoảnh khắc, bà còn làm người xem ấn tượng với vóc dáng vô cùng mảnh mai. Tại phần bình luận, nhiều người nhận xét Hải My đẹp như vậy là do gen di truyền đấy nhé. Không chỉ mẹ, mà bố Hải My cũng gây chú ý với gu thời trang hiện đại và ngoại hình vô cùng trẻ trung và phong độ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.